xin chào các bạn đã đến với thuận cáp đồ ngày hôm nay trong video này tôi muốn nói tới một cái đề tài mà gây ra rất nhiều cái sự sôi động ngày hôm nay đó chính là có phải là mỗi người dân hoa kỳ sẽ được 1.000 đô từ chính phủ hay là không và tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì mà chúng ta biết hiện tại những gì mà chúng ta chưa biết liên quan tới cái vấn đề này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như bạn thích video này hay là những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trở lại với đề tài của video ngày hôm nay thì các bạn thấy được là cái tài liệu liên quan tới 1.000 đô cho mỗi người dân Hoa Kỳ thật ra là một tài liệu xuất phát từ đề xuất của nghị sĩ Mitt Romney của Utah. Thì nghị sĩ Mitt Romney đã lên tiếng nói là mỗi người dân là phải cần có 1.000 đô để mà hỗ trợ họ qua cái cơn khủng hoảng liên quan tới dịch bệnh này. Và sau đó thì nhiều nghị sĩ cũng đã lên tiếng ủng hộ cái đề nghị này của Mitt Romney. Nhưng mà điều các bạn cần nên biết ở đây là mỗi người dân của Hoa Kỳ có được nhận tiền hay là không. Đây là một điều mà vẫn chưa được thông qua. Đây là một điều mà Tổng thống Donald Trump đã nghĩ tới là cần phải đưa tiền tới những người dân cũng là một điều mà Thùng cũng đã đăng ở trên Facebook ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà theo dõi Facebook và Twitter thì cũng đã thấy cái tin tức này. Nhưng mà nào mà chưa theo dõi thì cũng nên theo dõi. Các link sẽ nằm ở phía dưới video. Và tại sao lại lựa chọn con số là 1.000 đô? Thì các bạn thấy được là dựa theo tài liệu được đưa ra từ cái sở lao động thì một người trung bình ở Hoa Kỳ là mỗi tuần làm khoảng 936 đô cho nên con số 1.000 đô này là sẽ đủ để mà cho một tuần lương nhưng mà con số chính thức là bao nhiêu chúng ta cũng không biết được nhưng mà nhiều nghệ sĩ nói là có sức ảnh hưởng của cái dịch bệnh này quá lớn bây giờ là có nhiều nơi là người dân không thể đi làm trong vòng 2 tuần. Các bạn cũng đã biết là những người mà làm uh, công ty, những người mà làm lương tính theo tháng hay là những người mà có thể làm việc ở nhà được như là thuận thì cũng không có ảnh hưởng lớn đối với tài chính. Nhưng mà những người mà không phải làm việc cho công ty hay là không được công ty hỗ trợ tài chính trong cái thời gian mà phải nghỉ ở nhà từ bây giờ cho đến cuối tháng 3 thì những người đó sẽ có cái sự ảnh hưởng rất lớn về tài chính cho nên nhiều người nói là 1.000 đô này có thể là không đủ một số nghị sĩ lại lên tiếng nói là có thể là cần hơn cái số 1.000 đô. Nhiều người nói là đưa 2.000 đô, sau đó thì đưa 1.500 đô vào mùa hè và thêm 1.000 đô vào mùa thu. Có nghĩa là từ đây đến cuối năm, có một số nghị sĩ lên tiếng là nói là cần phải đưa lên tới cái con số là 4.500 đô. Thì có thể là các bạn cảm thấy là việc mà chính phủ Hoa Kỳ đưa tiền cho mỗi người dân là một điều mà rất kỳ lạ. Nhưng mà những người nào mà đã sống qua những cái đợt khủng hoảng trước đây thì điều này không phải là một điều gì quá lạ. Các bạn cũng đã nhớ là khủng hoảng năm 2008 thì cái việc tương tự cũng đã xảy ra. Lúc đó thì những bạn nào mà thay thuế thì cũng đã biết là mỗi người thay thuế thì sẽ được 300 cho đến 600 đô. Nếu như các bạn có con thì mỗi con sẽ được thêm 300 đô. Đây là cái số tiền mà chính phủ đưa cho những người mà thay thuế để họ có thể qua được cuộc khủng hoảng năm 2008. Phần lớn thì mọi người chỉ nhận được là khoảng 300 đô. Tại vì nếu các bạn muốn nhận hết con số 600 đô này thì các bạn cần phải có thu nhập rất là thấp. Và những người nào mà thu nhập hơn 75.000 đô thì chỉ nhận được một phần của con số 600 đô này. Nhưng mà cái đợt này đề xuất được đưa ra là lên tới 1.000 đô. Cho các bạn thấy được cái tầm ảnh hưởng của dịch bệnh đến với kinh tế đợt này là cao như thế nào có thể sánh ngang hàng với lời khủng hoảng kinh tế năm 2008. Và trước đó nữa các bạn cũng đã nhớ là năm 2001 thì điều tương tự cũng đã xảy ra. Lúc đó thì chính phủ cũng đã đưa ra một số tiền cho người dân, gửi tới cho người dân là khoảng 300 đô để họ có thể có tiền sử dụng trong thời gian khủng hoảng. Nhưng mà có hai điều thường nói với các bạn. Cái điều đầu tiên thì các bạn thấy được là ý định của chính phủ là đưa tiền cho người dân với hy vọng là người dân có tiền mặt ở trong túi. Họ lấy cái số tiền đó để mà tiêu xài, thì sẽ kích thích được cái sự hoạt động của kinh tế một lần nữa. Thì về mặt lý thuyết thì điều này cũng có lý nhưng mà các bạn cũng đừng nên quên là những gì đã xảy ra năm 2008 khi mà những người mà có tiền họ nhận được số tiền này từ chính phủ thì họ sẽ không sử dụng nhưng mà những người mà có thu nhập thấp như người mà đang gặp khó khăn trong tài chính thì họ dùng số tiền này để mà mua cho nên cái sức ảnh hưởng chỉ là một phần một phần của người dân khi mà nhận được số tiền này là họ sẽ không sử dụng mà họ sẽ tiết kiệm cái số tiền đó hay là dùng cái số tiền đó để mà đầu tư chủ yếu là những người mà gặp khó khăn trong kinh tế thì họ sẽ dùng số tiền đó để mà tiêu xài cho nên cái sức ảnh hưởng về kích thích kinh tế chỉ là một phần chứ không phải ai cũng sẽ tiêu xài nhưng mà điều thứ nhì thì muốn nhắc các bạn nên nhớ là cái thời gian bây giờ rất khác cái thời kỳ của năm 2008 hay là năm 2001 lúc đó thì cũng là khủng hoảng kinh tế xảy ra nhưng mà thời điểm đó mọi người vẫn đi làm mọi người vẫn đi ra ngoài mua sắm ăn uống như là bình thường chứ không phải là như là bây giờ bây giờ các bạn thấy là không những là tài chính có vấn đề mà bây giờ là nhiều người ở nhiều nơi có muốn đi ra ngoài cũng không ra ngoài được Mà muốn ra ngoài thì ở nhiều thành phố cũng không có gì để các bạn mua Cũng không có những nơi vui chơi để các bạn đi để mà tiêu xài tiền Cho nên đưa tiền cho người dân trong thời điểm này nhiều người cho là sẽ không có hiệu quả như là mong muốn Nhưng mà hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng là cho dù điều này có xảy ra đi nữa Thì cũng sẽ không xảy ra trong vòng 2 tuần lần cuối cùng như là năm 2008 khi mà chính phủ đưa tiền cho người dân thì lúc đó là người dân phải tốn tới 2 tháng khi mà chính phủ ra quyết định mới nhận được tiền. Cho nên chỉ dù điều này có xảy ra đi nữa thì các bạn cũng sẽ không nhận được tiền ngay lập tức mà có thể phải chờ cho đến 2 tháng. Và các bạn thấy là hai tháng này dài đăng đẳng nếu như các bạn không có thu nhập nhưng mà mở mắt dị là phải có vô số những thứ tiền các bạn cần phải lo. Nếu các bạn không có đi làm mà không có thu nhập không có nghĩa là người cho các bạn mướn nhà không đòi tiền, không có nghĩa là các bạn không cần phải trả tiền bảo hiểm, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, vân vân. Cho nên đó với những người mà không có thu nhập mà gặp khó khăn trong tài chính, đây là một thời điểm rất khó khăn cho những người đó mà phải chờ 2 tháng là một thời gian rất là dài. Nhưng mà đây cũng là một điều mình tôi muốn chia sẻ với các bạn, tại vì khi mà chúng ta nói tới tình hình của thị trường của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ hay là chúng ta nói tới tình hình của thị trường Bitcoin hiện tại. Thì có một số bạn đặt câu hỏi là nếu như mà chính phủ đưa ra những cái gói trợ cấp như chúng ta đã nói tới trong những video gần đây hay là chính phủ và cục dự trữ liên bang bơm tiền giảm lãi suất thì tại sao chúng ta không có thấy được cái sự hồi phục của thị trường? Thì các bạn cũng đã thấy là những điều chúng ta nói tới trong vòng mấy ngày qua đó chính là những gì mới được thông qua nhưng mà tới lúc mà tiền thấm vào thị trường thì các bạn phải cần thời gian dài hơn có thể là hai tháng tới 4 tháng lúc đó các bạn mới thấy được là tiền đã đi vào hệ thống kinh tế nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa cho nên những cái thương nhân những người mà cần tiền mặt họ vẫn sẽ tiếp tục bán những gì mà họ có thể bán đó là điều mà chúng ta đã nói tới trong mấy ngày qua có nghĩa là như thế nào có nghĩa là nhiều bạn hỏi thuận liên quan tới bitcoin thì thuận có ý nghĩa như thế nào về thời gian tới đây Tuy nhiên là không ai biết được tương lai, nhưng mà điều thường có thể nói với các bạn là dựa theo lịch sử của những cái đợt khủng hoảng trước đây thì những nhà đầu tư sẽ tiếp tục bán những tài sản mà họ có để có được cái số tiền mặt mà họ cần cho đến khi nào mà họ nhận được tiền trong tay. Cho nên có thể là trong vòng 2 cho đến 4 tháng tới đây, chúng ta sẽ tiếp tục thấy cái lực bán. Và lúc đó Bitcoin có xuống hay là không thì đó là hoàn toàn dựa vào lực mua, có bao nhiêu người sẵn sàng mua và mua ở cái mức giá nào. Cho đến khi nào mà người dân nhận được tiền trong tay thì lực bán sẽ giảm đi. Lúc đó chúng ta mới thấy được là giá cả có thể là cân bằng lại và có thể là cân bằng lại trong vòng 2 3 tháng. Cho nên đối với tình trạng bây giờ thì các bạn thấy được là cái ngày Bitcoin Haven là không tới 2 tháng, nhưng mà trong tình trạng bây giờ thì từ đây tới ngày Haven tôi nghĩ là giá cả có thể là không khá hơn bao nhiêu cho đến khi nào mà lực bán giảm đi. Cho nên tôi nghĩ là cho đến hè thì lúc đó là giá cả mà ổn định lại và phần hy vọng là có thể tới cuối năm nay chúng ta mới thấy được là giá cả trở lại có cái xu hướng đi lên tuy nhiên thường hy vọng là những điều này thường nói không đúng có thể là chúng ta có được cái sự tăng giá rất mạnh từ đây cho đến trước ngày Harvard Và đương nhiên đó là một điều rất tốt, nhưng mà dựa theo tình hình hiện tại thì tôi cảm thấy cơ hội đó rất là thấp. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Ở phía dưới video có những cái link, đó chính là link của sàn Margin SnapX. Các bạn có thể biết là sử dụng link Thuần Capital các bạn có thể tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu chơi miễn phí. Chơi Margin các bạn có thể long đánh lên hay là short đánh xuống, nhưng mà chơi Margin có nguy hiểm rất cao không dành cho những bạn mới chỉ thích hợp cho những bạn nào có kinh nghiệm trading và nếu như các bạn muốn trade all coin các bạn có thể sử dụng sàn binance sử dụng sàn binance thông qua link Thuận capital phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sàn sẽ trả về trực tiếp trong ví của các bạn và ngoài những các video các bạn cũng đã biết là một trong những nơi thường chia sẻ thông tin đó chính là trên mạng xã hội cũng như là thuận capital com và thuận xin gặp lại các bạn trong video kế tiếp theo. tạm biệt các bạn